Kính thưa quý vị, nghi phạm thực hiện loạt tấn công Paris hợp tác với cảnh sát. Nghi phạm thực hiện loạt tấn công Paris bị bắt trong cuộc bấu ráp ở Bỉ hôm ngày 18 tháng 3 đang hợp tác với cảnh sát. Luật sư của nghi phạm cho biết, Salah Adeslam đã chính thức bị buộc tội nhưng nói sẽ chống lại yêu cầu dẫn độ sang Pháp. Nghi phạm bị bắn vào chân trong vụ vây bắt sau 4 tháng chạy trốn. Loạt tấn công khủng bố Paris hồi tháng 11 năm 2015 khiến 130 người chết và hàng chục người khác bị thương. Tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS nhận trách nhiệm đứng sau các vụ đánh bom và xả súng. Các điều tra viên hy vọng rằng công dân Pháp 26 tuổi này sẽ hé lộ thêm thông tin về mạng lưới IS đứng sau vụ tấn công như kế hoạch và sự hỗ trợ tài chính. Nhà chức trách cáo buộc Adeslam có mặt ở Paris trong đêm xảy ra các vụ tấn công nhưng vẫn chưa rõ vai trò cụ thể của nghi phạm là gì. Adeslam được cho là đã bỏ trốn khỏi ngay sau vụ việc. Cơ quan Cảnh sát Âu Châu Europol yêu cầu cảnh giác cao độ ở các khu vực biên giới. Sau vụ bố ráp hôm thứ Sáu ở Brussels, Europol nói các đồng phạm khác có thể đang cố gắng chạy khỏi Âu Châu.